Trang xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đằng xa đặt xem kênh Khói Bếp Miền Tây nha. Hôm nay là ngày thứ hai, Trang tiếp tục phát cho hết những cái phần gạo mà cô Tâm Vũ ở bên Mỹ gửi về cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Con cũng gửi lời cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn vì cô và tất cả quý ông bà cô chú đã cùng giang tay ủng hộ bà con nghèo ở quê con. Cái số tiền quỹ vừa rồi á, trong cái clip phát gạo trước á, con có trích ra. Ngày đầu tiên là cái tiền quỹ con còn 13 triệu. Sau trích cho một lần phát gạo cho bà cụ á, 300 ngàn. Và ngày hôm qua con có cho 3 trường hợp đặc biệt. Nhưng mà trong đó thì trích 2 triệu đồng trong cái quỹ từ thiện Khói Bếp Miền Tây. Và 500 ngàn của cô Tâm Vũ do là mua gạo 21 triệu. Và tiền của cô gửi về thì nó dư lại 500 ngàn trong đó. Thì con có trích cái tiền của cô Tâm ra để mà cho cái hoàn cảnh của chị đó, có gia đình mà bị bệnh. Thì tổng góp lại cái số tiền quỹ hiện tại mà con còn giữ là 10 triệu 700 ngàn đồng. Sau khi mà con đã phát hôm nay á, thì cái quỹ từ thiện trên Khói Bếp Miền Tây hiện tại là còn 10 triệu 700 ngàn đồng. Thì còn cái số tiền gạo này thì con phát là đã coi như là xong. Những cái phần này con phát ra hết nữa là ổn định. Và còn cái số tiền của chú tá thì tạm thời con chưa có đi rút được, nên là mong chú thông cảm nha. Con sẽ cố gắng đi test y tế và làm nhiều thủ tục thì con mới đi lên ngân hàng con rút được. Ngày hôm qua con đi nhưng mà tới chốt á, tới trạm rồi con không có qua được thì con phải quay về. Nên là mong chú thông cảm và tiếp tục ủng hộ kênh YouTube Khói Bếp Miền Tây trong công tác thiện nguyện với con nha. Bây giờ thì con sẽ khiên gạo lên và tiếp tục công việc này. Do là phát mới có một đợt thôi, nhưng mà hoàn cảnh của ông bà cô chú ở quê đó rất là khó khăn. Trong cái đoạn clip thì có rất nhiều hoàn cảnh thì con cũng không kìm được nước mắt luôn á. Thấy rất là đáng để mà mình lưu ý tới. Và có hy vọng là bớt dịch bệnh thì con sẽ đi tìm hiểu được từng hoàn cảnh. Thì mong ông bà cô chú luôn luôn đồng hành cùng con nha. Chứ bản thân con thì con chỉ có thể phụ bằng công sức thôi chứ con. Cái này cũng khó quá ha. Nó nặng ghê luôn á. Qua thay ba làm không à chứ. Cho không làm cho không biết. Không được rồi, đợi ba về nữa. Ba khiên anh mà. Nặng quá vậy ba bưng tấn gửi hả? Hay là gì không có người lạ vô cái gì? Đẩy ra đi ba. Không có người lạ vô nên là chỉ ở trong nhà không. Mình ba làm hết. Trang thì Trang cầm máy, không có. Cái giai đoạn này là không có dám ra tiếp xúc với bà con nhiều. Chỉ ở trong nhà rồi mình đẩy ra thôi. Thì hôm qua thì Trang có phát gạo, cái gì Trang có nhắn cho cô cho gì nè. Dạ. Cho con một phần gạo cho hai chị em con. Rồi cốt ý thì Trang muốn hỏi thăm người con năm học mới thì sao. Mà trước tiên cho Trang hỏi cái là bà chị Trang nghe nói là nội mất không con? Dạ. Nội mất được mấy tháng rồi? Dạ 2-3 tháng. 2-3 tháng ngay rồi? Dạ. Là ngay trong cái đợt giãn cách luôn đúng không? Dạ. Là nội mất ở nhà hả, ở bệnh viện? Dạ, ở nhà. Nhà. Rồi hai chị em con còn đi học không? Dạ còn. Là con đang học online phải không? Dạ. Rồi bé Dung. Con học chưa? Con vô học chưa? Đỡ. Sao con nói sao gì chán nha? Con học đỡ trong nhà con. Con học đỡ trong nhà ông thầy ha. Rồi bây giờ con có cái điện thoại đúng không? Con học dạ. Được đúng không? Dạ, xã cấp cho con. Xã tặng cho con. Rồi tập sách con có chưa? Dạ, tập sách của anh con cho. Rồi bây giờ là em còn ở đằng nhà bà Tư ha. Dạ còn. Là bây giờ năm nay con học lại là học lên năm lớp mấy? Dạ con không có nghĩ con lên lớp 7. Là hồi năm năm rồi? Dạ. Là con lên lớp hồi cái đợt thi đó dì dạ. Trang kêu con về thi, con có về không? Dạ có, con thi lại rồi con lên lớp. Vậy là lên được lớp 7 ha? Dạ. Rồi dì Dung, hôm nay là con đang học là con học ở nhà lên lớp mấy rồi? Dạ lớp 5. Lớp 5. Rồi cái học của con có cần cái điện thoại để học không? Hiện tại là đang học ở nhà thầy. Dạ. Rồi mấy bạn lại đông hay sao? Hay là con học sao vậy Trang không hiểu? Có 4 người, còn như học online.
À, là tại vì con không có điện thoại nên là con ở nhà thầy học. Dạ. Thầy ở gần đó không con? Dạ, cũng gần. Rồi con đạp xe ra đắng nè. Dạ. Ừ. Rồi Vi nè, giờ dì Trang nói không, bà nội thì cũng mất rồi, ba con thì mất lâu rồi, mẹ thì con không có, thì dì Trang biết được con, dì Trang cũng rất là thương hai đứa con. Thật tình mà nói, dì Trang rất là thương hai đứa. Cái hoàn cảnh của mình như vậy ha. Hai đứa con cố gắng học và cũng còn chú, còn ông bà Tư, còn người thân. Nên là dì Trang hôm nay thì trước mắt là hai đứa con nhận phần gạo vậy ha. Thì dì Trang có một người chú gửi cái số tiền cho hai đứa con mà rất lâu rồi, nhưng mà dì giữ lại. Dì giữ lại ở đây là dì để cho con, hai đứa con trong cái giai đoạn mà lúc khó khăn như vậy nè. Dì lấy ra, dì đưa cho hai con ha. Hôm nay là dì ai không có khóc. Bây giờ cái này trước mắt là cái này là 2 triệu. Dì Trang cho hai đứa con về để mà lo tập sách học vở. Học cho hai. Ừ. Cho hai chị em. Rồi trong quá trình của hai đứa con học có vấn đề gì, cần bất kỳ cái gì hay là như thế nào, hai đứa con có thể lên đây tìm dì Trang. Một chút dì Trang sẽ để số cái số điện thoại. Cái gì thì con phải điện cho dì Trang. Dạ. Rồi, rồi bây giờ đi về đi để mất mưa. Cái này là tiền của một người chú ở bên Mỹ cho con, nhưng mà dì Trang nhín là dì Trang giữ ở đây cho con. Và tới thời điểm như thế này á thì con cần cái số tiền này rồi đó. Và từ đây về sau đó có vấn đề gì thì con lên đây con tìm dì Trang nghe không? Dạ. Gạo gì đó dì Trang có phát thì dì Trang sẽ chừa phần lại cho con. Rồi, con có muốn nói gì không? Dạ, con cảm ơn cô chú giúp đỡ cho con với dì Trang. Ừ. Rồi, gắng học nghe không con? Dạ. Dù hoàn cảnh mình như thế nào, mình đã từng rất khổ rồi, nhưng mà mình vượt qua được thì mình phải cố gắng lên. Gắng học, con không còn nhiều năm nữa trơn á. Rồi con học đi ra trường đi, rồi sự nghiệp con ổn định hơn. Chứ con còn phải lo cho em nữa nghe không? Dạ. Rồi là một mình con ở đằng nhà đằng này đúng không? Dạ, con ở đằng bà Tư. À, hai chị em lại bà Tư luôn ha? Dạ. Ừ, được rồi, vậy thì nữa chị Trang đi thẳng xuống, chị Trang ghé nhà bà Tư kiếm hai đứa con ha? Dạ. Ừ. Rồi là bà nội thì còn thờ cúng thằng kia. Dạ. Ừ, được rồi, để nữa chị Trang đi xuống, chị Trang cũng ghé thăm bà Tư rồi thăm hai đứa con ha? Dạ. Trước mắt là con về, con phải lo cho em những cái vụ học nha. Dạ. Rồi cái điện thoại ha. Con về con nhắn cho con mua đủ cái điện thoại cho em không? Dạ. Em nó còn thiếu gì? Dạ, em còn thiếu bộ sách. Thiếu bộ sách ha. Bây giờ cái này con về. Bây giờ con về con mua sách cho em trước nha. Sách tập gì đi. Được không? Dạ. Ủa, hai chị em học chung điện thoại không được sao? Dạ không, tại vì con cũng học buổi sáng. Con học buổi sáng hả? Dạ. Ừ. Rồi trước mắt là như vậy đi ha. Dạ. Rồi có gì thì dì Trang sẽ xuống sau. Thì con để lại cái số điện thoại cho dì Trang đi. Rồi bây giờ hai đứa đi về, nhờ người ta chở lên đây. Vậy ha. Dạ. Ừ. Rồi đi về đi con. Gái học nha không? Không dạ. Có phụ lòng ông bà cô chú nha không con? Dạ. Nè, đứng dậy, đi về. Trời mưa quá, trời mưa luôn. Có điện, dạ. Dạ. Người ta cho máy để học con rồi. Dạ. Chắc cái điện thoại là dì Trang sẽ cố gắng, dì Trang sắp xếp cho em á. Nhưng mà con trước mắt là con lấy gạo về nè. Con gạo về con nãy không? Gạo về ăn sớm. Ừ. Đến đi con. Chị thương con cái lắm luôn á. Không thấy đâu. Rồi, con gạo đi về. Cái gì con về con thiếu thì con mua trước từ từ. Tiền đó con đưa bà Tư giữ nghe không? Hai chị em rồi sống từ từ đi. Ừ. Về. Ừ. Dạ dạ. Dạ ngoan nghe Dung. Rồi, cái này thì con xin phép cô Tâm gửi tặng cái phần gạo đặc biệt này cho bé Trang nha. Cô Tâm gửi cho con phần gạo. Ừ. Con xin được cảm ơn cô Tâm đã ủng hộ con trong mùa dịch này. Ừ, rồi giờ đẩy về đẩy con với bà Tết sống. Như đây ăn lâu không? Dạ. Lâu ha. Chỗ nãy thôi kêu ông với con nhẫn xe đạp về đón ha. Dạ. Ừ, rồi đi. Mình có gạo ăn rồi. Rồi, tạm biệt con. Đúng không?
Đứng về đi rồi chạy lại chơi nha. Được không? Không được rồi, thôi ba đi với nó đi bà. Nói ba đi xe ba đi. Xíu ha, tại vì á từ bữa tới giờ em đóng hoài mà không có thấy chị đi nghe. Rồi đi ngang đây hoài nè, qua đó mua đồ ăn thấy nhà chị đóng cửa không? Dạ dạ. Rồi chị cho em hỏi là lúc trước á anh Thuận anh hay ra đây xin gạo á, là lúc đó anh còn anh bệnh rồi, giờ anh còn khỏe không chị? Dạ anh mất rồi chị. Mất rồi. Dạ anh bệnh, anh nằm bệnh viện là cũng 7 tháng rồi đó. Dạ. Rồi, từ lúc trước dịch á anh hay ra đây lắm. Em phát gạo anh hay vô phụ bưng đồ đó. Dạ. Ừ. Rồi giờ chị sống với ai? Giờ sống với con gái 9 tuổi. Đứa bé này nó năm nay lớp mấy rồi? Năm nay nó vô lớp 4. 4 rồi. Giờ chị là lao động chính luôn hả? Dạ. Nhà giờ còn có 2 mẹ con hả? Dạ. Còn bà già nữa mà bà già ở trên ông anh á. Dạ. Tại vì không có điều kiện để lo cho bà được. Dạ. Đây mình 2 mẹ con rồi con còn nhỏ nữa. Ví dụ có bà chị chồng thì bà có con đông á, bà đưa đi bệnh viện rồi được. Dạ. Bà vợ chồng em giờ cũng yếu lắm. Dạ. Giờ đi số nó bị cấm rồi đâu đi. Dạ. Đâu được, không đi tới lui luôn á. Rồi mùa dịch vừa rồi mình sống làm sao? Không đi đâu luôn, ở nhà không. Dạ. Nhà đốt cho đi. Dạ. Ví dụ mua đồ ăn hả, canh canh giờ mấy anh giao thông nhân dân mới dám đi. Dạ. Đi ra là bị phạt. Rồi có gạo thóc gì không? Gạo thóc là nhờ cô bác đồ người ta cho, với cho quỹ. Dạ. Ban cho. Dạ. Lâu lâu có cho. Anh mất cũng mấy tháng rồi hả chị? Mất nay gần 3 tháng rồi. Gần 3 tháng rồi. Dạ. Thì thôi em gửi lời chia buồn với gia đình mình ha, cố gắng lên. Em cũng muốn thay mặt cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho chị một phần gạo về sống rồi lo cho con ha. Rồi có dịp thì em vô em hỏi thăm chị nhiều hơn. Thôi chị nhận đi. Em cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn cô Tâm trong mùa dịch khó khăn này mà cô Tâm giúp đỡ là quý lắm rồi đó. Dạ. Rồi chị nhận ha. Dạ. Tại vì em là em đón hoài hả, nãy chị chạy cái thuốc nghe em chạy thôi, em nhớ em kêu. Dạ. Rồi chị nhận đây, em nhớ là cái nhất. Về khỏe nha chị. Rồi, cố gắng ra cho con. Ảnh cũng hiền hết biết luôn á. Còn có bà già, con cái là bà già, già bà 90 tuổi, bà lớn rồi, đâu. Dạ. Có ở nhà được. Dạ. Với cái đường đi trong nhà chị thì nó khó. Dạ. Nhà mình đưa có đi bệnh viện thì nó cũng khó. À, chị để lại cái số điện thoại đi, cái số điện thoại giúp trước em ghi trong sổ mà, nhiều sổ mà không biết sổ nào. Số điện thoại của em hiện giờ đang sử dụng nha. Dạ. 0339. Mẹ ghi giùm con nha. Rồi, chị tên gì chị? Dạ, tên Phúc. Rồi. 330. Dạ, rồi. Nói đi, chừng nào bớt dịch em có điều kiện em vô em thăm chị với cháu. Rồi, chị nhận về đi. Dạ. Dạ. Cố gắng nghe, gửi lời chia buồn chị ơi. Ông xã chị mất rồi. Chừng ngã. Dạ sao cơ? Dạ rồi. Rồi, cô bước vô đây giùm con ha. Dạ, bước vô đây nhìn con. Đợi con chứ. Cái này mình nhận dùm phải không con? Dạ, à, sáng có người tìm mà tại chỗ này khó kiếm á. Dạ. Dạ, ba cứ đẩy ra đi. Khỏi đi mà. Rồi. Dạ. Rồi, gửi đúng lại cho cô đó dùm ha. Dạ. Những trường hợp này hình như ở xa quá vậy, người ta lại mà không có tìm được nhà của Trang, phải nhờ đi lãnh giùm ở bên khu đất lở. Dạ, cái này là chị gửi cho ông cụ 100 tuổi ở đâu Bình Thạnh giùm em ha. Dạ, dạ. Dạ, này của cô Tâm Vũ gửi. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ.
em trao giúp ông giùm em đi. Phần quà của cô Tâm Minh Mỹ gửi tặng gia đình mình mùa dịch ha. Dạ rồi. Vậy em cảm ơn cô Tâm nha. Dạ dạ, rồi chị lấy đi. Nặng á, 20 kg. Dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Cái phần quà này là của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho cô ha. Dạ. Hoàn cảnh của mình sao con biết được không? Tại vì con mặn mà không có đủ ăn, nó nghèo. Dạ. Không có đủ ấy nữa, rồi mua gạo ăn. Dạ. Nhà đông người không? Nhà thì 6 người, mà bây giờ còn 4 người ở trong nhà. Dạ. 4 nhà mà cái cảnh khổ mà không đủ sống. Dạ. Khổ. Dạ dạ. Con thay mặt cô Tâm ở bên Mỹ gửi cho cô phần quà nha. Đâu mà tôi giờ tôi gửi lời cảm ơn là theo cái người mà đại chợ đó, tôi rất cảm ơn. Dạ dạ. Ơn cô phần quà cho tôi lúc khổ cho ngặt nghèo. Dạ. Tôi cảm ơn. Dạ. Cô có thể cô nhận phần gạo đi. Hai phần, cái phần cái người kia, cái chú kia nữa là một phần nữa, xin hai phần quà. Dạ dạ, là của chung của cô ấy nhớ nha. Dạ vậy, vậy bà là cứ nhận cái phần của bà trước đi. Vậy sao cho tôi gửi lời cảm ơn. Dạ, rồi cô nhận cái phần này trước cho cô ha. Giờ tôi nhận cái này. Dạ. Là tôi rất cảm ơn nha. Dạ dạ. Dạ, rồi tới cái phần của anh Do nhận sao? Tự nãy giờ tôi kiếm lòng chồng tôi đi lắm. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, rồi hoàn cảnh của mình như thế nào nó quá khó khăn á. Dạ. Cha chết dạ rồi, cái phần này em gửi thay mặt cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng gia đình mình mùa dịch ha, anh nhận đi. Dạ. Rồi rồi lấy nha. Dạ. 20 kg nó hơi nặng. Bà có số điện thoại không? Ở bên Bình Thạnh thiệt mà nhà hoàn cảnh nó nghèo mà giật cái nhà dột trơn mà không có lợn lại được không á, nghĩ đó khổ như lắm. Bà con hỏi thăm bà sức ha. Thành thật biết ơn dữ lắm. Nhà bà sức ra đây giùm con đi. Bà bước lên đây nè. Nè con đeo này vô cho dễ nói chuyện ha. Ừ. Rồi hoàn cảnh của bà sao? Quà, hoàn cảnh tôi trình bày là cũng có 2 công đất. Dạ. Mà như mà nó không có đủ sống thu nhập, mãn năm nó không có đủ ăn. Dạ. Rồi bây giờ không, nhà cửa là dột nát chứ mà không có tiền mà sửa sang lại. Ở hồi đó giờ là tôi 60 mấy tuổi rồi mà 6 mấy năm mà tôi không sửa được cái nhà lại. Dạ. Rồi ông còn khỏe không? Ổng bây giờ ổng đi lưng còm hết trơn, đi khơm. Là bà mấy người con? Tôi 4 người con. Dạ. Mà 2 người con gái thì có chồng, còn 2 thằng trai chưa có vợ. Mà nó mằng với tôi không có đủ sống luôn. Dạ. Vậy đó. Bà có thể để lại cái số điện thoại đó, khi nào mà có cái gì con tìm hiểu hoặc là con trao những phần gạo tiếp theo đó, con liên lạc với bà ha. Bà có, anh có số điện thoại anh để lại giúp em ha. Em liên lạc số với bà cho vậy. Tôi có cái máy mà tôi không có biết số nè. Dạ. Không có biết số của tôi á. Dạ rồi, để đi con lấy số của bà coi giùm tôi. Thiệt là nó nghèo khổ dữ lắm, ai lại cái nhà tôi cũng quở hết trơn, tàn tạ lắm. Dạ. Bây giờ để con đọc cái số điện thoại của con, bà gọi quá ha. Được không? Con đọc cái số điện thoại của con, bà bấm. Bây giờ tôi không có biết số, cái máy tôi không có biết số. Bây giờ cô bấm lên cái nó nhảy cái số á. Chứ tôi không biết số mấy chừng nữa. Chú bấm làm sao mà cho nó nhảy cái số máy vậy? Dạ được, dạ được. Bà đợi con chút thôi. Mãn năm là mua gạo từ lít ăn không? Dạ.
Hồi nãy cái cô bên đây thấy tôi đi lang thang cái cổ đường 10 ngàn cũng cho. Tôi nói thôi đi, cho tao gì, cố lụm tiền ra cũng cho. Thấy bà đưa cái điện thoại cho con. Đây nè con gửi lại cái điện thoại cho con nha. Hết tiền gọi luôn, gọi không được. Rồi vậy á, ba bà về đi. Rồi. Có gì hết cô liên lạc thì điện cho cái máy này. Dạ đúng rồi, con có số hả bà. Dạ bà về được rồi đó. Con hồi nãy mà con biết bỏ nha, tôi kêu ổng đi. Tôi đem mấy cái vỏ theo rồi, tôi cho tôi với ổng khách bộ về tới nhà luôn. Đi bộ hả? Xa lắm bà đâu bộ. Đi nữa. Chú này, chú đi bộ về. Dạ. Cảm ơn. Dạ, dạ. Cái này em thay mặt cô Tâm ở bên Mỹ em gửi tặng cho chị, gửi về cho mẹ ha. Dạ chị nhận đi. Dạ chị em thay mặt mẹ em cảm ơn chị ha. Dạ. Dạ. Bà cụ lớn chưa chị? Dạ. Bà cụ lớn tuổi chưa? Dạ 60 tuổi chị. 60 dạ. Dạ. Dạ chị nhận đi. Rồi. Em cảm ơn chị mấy chị nào ở bên kia. Dạ dạ. Dạ dạ. Mẹ em lại nói đi cũng được. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi cái này là của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho bà cụ ha. Dạ. Nhờ chị chở gì giùm ha. Dạ. Rồi chị nhận đi. Rồi cái hai cái phần quà này con thay mặt cô Tâm ở bên Mỹ gửi cho cô nha. Dạ cảm ơn cô Tâm nha. Dạ. Dạ cảm ơn cô Tâm. Rồi em nhận giùm á thì em vô em nhận luôn đi. Rồi cảm ơn cô Tâm luôn nha, cảm ơn chủ nhà. Dạ. Rồi rồi. Phần quà của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho bà 20 kg gạo ăn cho mùa dịch nha. Mỗi người một bao dạ. Dạ. Rồi rồi bà nhận đi. Mỗi người một bao em vô bưng giùm bà đi. Dạ rồi. Này cái số thoại đó đây con nhận lại cho. Dạ dạ. Rồi cái phần quà này của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho gia đình mình ăn mùa dịch ha, chị gửi em đó. Em vô bưng đi. Thì cho bé Bảo. Bảo cái chân em bị khuyết tật. Rồi. Là con gửi cho dì ha, dì gửi cho cái dạ ở bên Bình Thạnh á, tại mắc chốt không qua được. Rồi dì nhận đi một bao. Dạ rồi con cảm ơn dì luôn. Dạ con về bánh giùm. Rồi, cái này con thay mặt cho cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng chú một phần gạo và ăn cho mùa dịch nha.
Dạ. Dạ. Dạ dạ, chú nhận đi. Nhà chú đông người không? Bốn hộ. Bốn thành viên ha. Dạ.